Chào quý ông bà, anh chị em. Chào cô bác, quý ông bà, anh chị em và các bạn, các trang trại chăn nuôi, hợp tác xã Hưng Điền chuyên chăn nuôi sản xuất các sản phẩm về ruồi lính đen và nhiều loại côn trùng hữu ích, nhưng tập trung nhất là sản xuất ruồi lính đen. Trứng ruồi lính đen là côn trùng có ích cho chăn nuôi nông nghiệp trên thế giới, toàn cầu, và đã sử dụng con này để xử lý chất thải và cung cấp làm tạo ra một cái nguồn đại gọi là kinh tế tuần hoàn, xử lý những chất thải hữu cơ dùng làm thức ăn để nuôi ấu trùng ruồi lính đen này, để cung cấp cái nguồn đạm mà thay cho bục cá càng ngày càng cạn kiệt, bị đánh bắt tận diệt. Cho nên là ấu trùng này nó được sử dụng đã nhiều năm trên toàn cầu, trên nửa thế kỷ nay. Đây là chúng tôi có hướng dẫn chăn nuôi, tư vấn. Đây là trứng khi chúng ta thu ra thì sau 48 tiếng thì trứng mới nở. Do đó nếu chúng ta nhận sớm thì chúng ta cũng không nên đổ ra sớm. Vì đổ ra sớm, thứ nhất là có thể làm trứng khô, vì ngoài trời sẽ bị bốc hơi làm trứng khô khó nở. Thứ hai, nếu chúng ta đổ ra mà đổ vào sinh khối lỏng nhão thì trứng sẽ bị ướt úng, rồi có thể làm bị úng trứng, cũng bị hư hỏng, làm hao hớt và hiệu quả sẽ bị giảm đi, thậm chí là thiệt hại. Do đó chúng ta nên xem cái thời gian ghi trên nắp hộp. Chúng tôi có ghi trên nắp hộp là khối lượng là mỗi hộp và cái ngày chúng tôi thu trứng, để chúng ta theo đó. Khoảng sau 4 ngày, có nghĩa là 2 ngày là 48 tiếng thì trứng bắt đầu nở. Đó, nếu chúng ta nhận sớm quá chúng ta đổ ra thì trứng dễ bị khô. Và thứ nhất là trứng bị khô, và nếu chúng ta đổ xuống sinh khối nhão thì trứng sẽ bị hút nước, vỡ màng tế bào, úng và hư hỏng. Do đó chúng ta nên xem từ ngày ghi trên đây. Chúng ta để ví dụ như ngày này là 16 tháng 1 thì chúng ta nên đổ ra để ươm ở trong khay nhựa vào ngày 20 là tốt nhất. Thứ nhất là chúng ta được 2 ngày tuổi, 2 ngày chúng bắt đầu nở và được 2 ngày tuổi. Từ khi đó chúng ta đổ ra thì chúng sẽ sinh trưởng vững, cứng cáp, vững vàng hơn. Và trong chúng ta ủ trong khay từ 4 ngày đến 5 ngày tuổi nữa. Thì nghĩa là chúng được 6 đến 7 ngày tuổi thì chúng ta cho xuống máng. Thì khi đó là chúng đã có thể cạnh tranh với ruồi nhà. Rồi khi chúng ta ủ trong khay thì chúng ta đậy lại, không cho ruồi nhà đổ qua đẻ vào. Rồi chúng ta sẽ cho xuống máng, khi đó là chúng có thể cạnh tranh được, vì cái vòng đời của ruồi nhà chỉ có 13 ngày, 12 13 ngày. Trong khi đó ấu trùng ruồi lính đen của chúng ta vòng đời là tới 42 ngày. Và khi đó là bị, nếu mà ruồi nhà đẻ vô sớm có thể cạnh tranh, thậm chí có thể ăn cả trứng ấu trùng của chúng ta. Do đó là chúng ta nên ủ trên khay, nhắc lại là sau 48 tiếng thì chúng bắt đầu nở, là sau 2 ngày đấy. Vì khi chúng ta nhận được, chúng ta để thêm 2 ngày nữa là ghi trên hộp, ví dụ như ngày 16 này thì chúng ta nên để ngày 20 là chúng ta ươm trong khay và nhớ đậy lại để cách ly ruồi nhà, không cho ruồi nhà đẻ vào, cạnh tranh thức ăn và môi trường sống của ấu trùng ruồi lính đen khi đó mới nở. Vòng đời tới 42 ngày, trong khi đó là vòng đời của ruồi nhà chỉ 13 14 ngày, có nghĩa là 3 vòng đời của ruồi nhà thì mới có một vòng đời của ấu trùng ruồi lính đen. Do đó chúng ta không nên đổ vội, thì nếu đổ trên bìa carton thì có thể gió làm khô trứng, ấu trùng sẽ khó nở. Và nếu chúng ta đổ vào sinh khối nhão thì giúp làm cho sinh khối bị hút nước của sinh khối, làm cho tế bào bị vỡ màng tế bào và hút trương nước, và như vậy là chúng bị úng là cũng là hư hỏng thiệt hại. Do đó chúng ta nên để vào ngày thứ tư tính từ ngày thu trứng, ví dụ như ngày 16 đây, thì chúng ta nên vào khay ươm trứng, ươm ấu trùng vào ngày thứ tư, có nghĩa là vào ngày 20, ví dụ 16 đến ngày 20 là 4 ngày thì chúng ta hẳn cho xuống. Nếu chúng ta nhận sớm quá thì cũng phải khoan, mình hẳn cho xuống vào khay để ươm. Đó. Còn nếu chúng ta nhận sau 4-5 ngày thì chúng ta có thể ươm thẳng vào khay lúc đó. Rồi chúng tôi
luôn có gửi kèm giấy hướng dẫn để những người mới nuôi có khả năng chăn nuôi từ nhỏ lẻ cho đến lớn, từ những cái gói nhỏ như 10 gram chúng tôi cũng cung cấp cho đến khi có thể là mới đầu các bạn mua một vài chục gram, nhưng sau đó là mua đến hàng trăm gram, thậm chí mua đến nửa ký, 1 ký, thì khi đó là khi đó chúng ta nắm được vững kỹ thuật. Và cái cốt lõi bây giờ là để cạnh tranh thì chúng ta nên có cái nguồn phế phẩm hữu cơ, ví dụ như bã hàm bia, bã đậu, cơm thừa canh cặn của xí nghiệp, công ty, khu công nghiệp, đầu cá, ruột cá hoặc là trái cây hư hỏng. Đấy, chúng tôi có gửi kèm cái giấy hướng dẫn quy trình nuôi ruồi đính đen để các bạn tham khảo và làm theo. Chúng ta sẽ làm theo từng bước. Đó, là chúng ta là ví dụ đây là cái bước mà ủ trứng thì chúng tôi đã ủ trong hộp, là mình có cung cấp thức ăn và dưỡng khí khi bọc lại bằng cái vải đen, vải von. Còn thức ăn thì chúng ta đã có dự trữ để khi đi đường, và có thể chúng sống đến 1 tuần lễ 10 ngày là vẫn đủ thức ăn để có thể là ship xa ra tận lốc Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên hoặc là qua các nước bạn Lào, Campuchia. Đấy, các bạn có thể là nhìn xem theo cái hướng dẫn để mình ủ trứng, chăm nuôi, chăm sóc và cách thu hoạch. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Thân chúc các bạn mọi việc thuận lợi, tốt đẹp, gia đình vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, an lành. Chúc ngày Chủ nhật vui tươi, hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có quan tâm, xin vui lòng inbox hoặc gọi số 0968 869 708 để được đáp ứng nhu cầu và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cũng như hỗ trợ tốt nhất có thể. Cảm ơn các bạn. Xin chào.